Hello mọi người, hôm nay mình sẽ share một đoạn video clip về cái hành trình mà mình đi sanh con trai của mình 5 năm về trước. Lúc này là mình đang nằm ở trong bệnh viện nên lúc này là đau nhức nhối luôn. Mình đau quá, mình không có kiểm soát được luôn á mọi người. Mình nhìn cái cô y tá bằng cái một cách gượng gạo. Mình đi học những cái lớp dưỡng sinh đó, nhưng mà mình về mình không có làm được. Cô thì bảo là mình thì phải đứng lên đi tới đi lui để cho mình sinh cho dễ, nhưng mà mình vô đây cái mình không thể nào mình làm được nữa, mình đau quá. Không có gì đau bằng đau đẻ đó mọi người, thật là kinh khủng. Xong rồi mình nằm đây, lúc này là ông xã mình đang quay vòng vòng ở trong cái phòng, là khoảng 10 giờ kém buổi sáng. Là mình nhập viện là lúc 2 giờ rưỡi, mình đã có dấu hiệu sanh lúc 2 giờ, mình vô bệnh viện là 2 giờ rưỡi. Bây giờ mình nằm tới 10 giờ sáng luôn mà em bé chưa có nở, xương chậu chỉ mới có nở được 4 phân thôi. Mình chia sẻ cái clip này giống như mục đích là mình cũng làm kỷ niệm trong cái ngày sinh nhật của con mình, với lại cũng share cho mọi người coi, nếu mà mọi người ở Việt Nam thì cũng có thể chưa thấy cái phòng sinh, cái bệnh viện bên Mỹ như thế nào. Thì ở đây là có những cái máy như thế này nè, nó rất là hiện đại. Một mình Lan nằm một phòng thôi và có hai y tá lúc nào cũng túc trực. Thì lúc này mình chuẩn bị mình vô cái epidural đó, nó có cái giá này này, lát nữa mình úp cái mặt mình vô đây để là cho người ta tiêm thuốc vô cái sống lưng của mình. Lúc mình tỉnh á, em bé nó không có đạp thì mình nằm mình im, mà lúc mình nó đạp á, nó gò lên á, là mình rên rên rỉ á. Bây giờ là khoảng 11 giờ kém 25 thì lúc này Lan mới vô cái thuốc epidural vừa rồi, và mình Lan nằm Lan nghỉ ngơi, và mình chờ hoài mà em bé cũng không có chịu ra đó mọi người. Cuối cùng là mình sẽ quyết định mình đi mổ. Mọi người có thấy mà ai đau đẻ từ lúc mà 2 giờ bắt đầu có dấu hiệu sinh mà tới 6 giờ chiều Lan mới sinh được và quyết định mổ đó. Thì mình muốn đẻ thường nhưng mà cuối cùng mình không có làm được. Và em bé quá là lớn, lúc mình đẻ bảo ra là lúc đó nó có tới gần 4 kg lận. Cho nên là không có đẻ được, mình quyết định mình đi mổ lúc 6 giờ chiều. Tổng cộng mình thời gian mình nằm mình chờ sinh là mất tới 16 tiếng đồng hồ luôn đó mọi người. 16 tiếng đồng hồ luôn. Trời ơi, mà cái sức chịu đựng của mình rất là yếu, mình tưởng mình sẽ chịu đựng được nhưng mà cơn đau đẻ thì rất là khó. Không có chịu đựng nổi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi qua phòng mổ nè. Lúc này là ba cái cô này là đang chuẩn bị cho Bảo, mới bắt Bảo ra, lúc này là đang hút mũi rồi đó, xong rồi lát nữa sẽ đập cho nó khóc. Bên đây là mình đang nằm và các cái cô y tá khác đang khâu vết thương cho mình. Và phòng này là cái phòng sinh mổ ở Mỹ. Hồi nãy mình nằm mình dự sinh đó là mình nằm cái phòng khác, và khi mổ thì họ chuyển vào cái phòng này. Đây là hình ảnh của Bảo lúc mới sinh nè. Lúc đó bắt Bảo ra và lúc đó Bảo nặng tới hình như 8 pound 15 ounce, gần 4 kg luôn. Hello, hello mọi người. Hôm nay là sinh nhật của Bảo 5 tuổi. Và hôm nay mình chuẩn bị một chút xíu ở cho nhà cho con nó vui. Happy birthday con. Con nói thank you mẹ. Thì cái này thì mình làm ở nhà mình chơi thôi. Cái này giống như là một cái chút mà con nít nó khoái đó mọi người. Bảo thì thích chơi bong bóng nữa, mà nó thích màu đỏ, giống như là cái team màu đỏ, màu vàng, màu đen rồi đó. Mấy màu của con trai, mình nói con trai thì thích những cái màu này. Nhưng mà hôm năm nay thì mình làm cái chủ đề là cái con chuột Mickey Mouse. Bảo thích bong bóng lắm. Cái này hai mẹ con mình cùng bơm và cùng làm, mua cái đồ bơm bong bóng đó. Thì mình làm rất là nhanh, không có cái gì là lâu hết. Rồi cái này thì mình mua mấy cái này ở chỗ Party City, cái chuột Mickey Mouse này kia, cái chỗ này để lát nữa mình để cái cake, birthday cake lên. Cái này thì Bảo lấy, Bảo thích ăn cello. mình làm cello cho Bảo, màu đỏ với màu vàng.
Và đây là hoa, còn đây là cupcake mình cũng biết. Cái này mấy cái này mình mua ở Party City nè, thì họ bán như vậy nè. Đó, rồi Tim là Mickey Mouse thì mình kiếm được cái cookie, nó cũng có cái con chuột Mickey ở trên đây, dễ thương quá. Đó. Bảo chỉ thích mấy cái đồ chơi chơi thì mình làm sơ sơ vậy thôi. Cho Bảo ăn chơi. Làm cái bồn chị hả? Hôm nay birthday boy có ngoan không hả? Birthday boy hôm nay có ngoan không? Hôm nay mình sẽ nấu lẩu Thái đó mọi người, thì cái bàn này chuẩn bị đồ ăn Thái. Đây là cái dĩa rau. Cái này là mình học được trên YouTube này. Hôm bữa mình coi cái chị kia chỉ chia sẻ cái cách cắt cái hoa sen, thì mình làm cái hoa sen và bỏ lên cái dĩa rau, nhìn nó cũng cute đó. Vậy thôi à, giờ lát nữa sẽ ăn lẩu Thái. Đừng có làm vậy con. Coi bố về chưa? Giờ đây một cái bàn nữa. Và mình treo đây nè, Happy Birthday Bảo nè. Đó, có cái con chuột nè. Bảo, Bảo thích đủ thứ hết á. Thích Mickey Mouse, rồi thích xe, thích cái gì cũng thích hết trơn á. Đó, lát nữa mình nấu lẩu Thái, mình sẽ cho mọi người coi một cái nồi lẩu Thái. Đây nữa nè, lẩu Thái thì mình chọn cái rau này mình ăn ở đây thì Lan có rau muống nè. Cải bắp thảo, nấm, có cái nấm đùi gà nhỏ nhỏ nữa, xinh xinh nữa. Rồi này rau tí tô, tầng ô, mình thích ăn gì thì mình mua đó ha. Và rau muống, thêm rau ở đây, và rau ở đây, và thêm bún. Bất đây ai mà lớn dữ vậy ta? Ông xã Lan đang đi pick up thêm chả giò, ăn appetizer đó. Với lại có cơm chiên coi nha mấy bé, nít nó ăn. Còn bên đây là cái nồi lẩu Thái đây. Ô là la, ô chà la, trời ơi nó thơm quá chừng luôn á. Chú cha mình mới xịt nước hoa, bây giờ nghe mùi lẩu Thái không nghe mùi nước hoa. Mùi lá chanh với xả nó ghiền ghê luôn á mọi người. Bây giờ nữa là mình đi cắt đậu hũ và cá ở trên lầu á, mình sẽ bưng xuống sau trong tủ lạnh. Còn đây là hoa của Mother's Day, thì ngày mai mình đi chơi cho nên ông xã mình mua Mother's Day cho Bảo, nó cho mình trước hết. Bảo tặng mẹ trước hôm qua hôm kia rồi. Và cái đây là cái lan ở trong nước nè mọi người. Đó, nó vẫn còn tươi tươi hoài à. Rất là đẹp luôn. Mother's Day hoa màu đỏ đẹp quá Bảo ơi. Rồi mình sẽ vô bếp mình cắt đậu hũ, mình làm tiếp những cái việc còn lại, rồi lát nữa mình có thời gian mình sẽ quay tiếp. Bây giờ rất là bận, hồi sáng giờ nấu ăn đó, bây giờ mới lên thay đồ, mới make up xuống. Bánh này bánh ở 95 degree mà Lan mua cái nến có con chuột bỏ vô thì nó cũng ok ha. Mình ăn như đây thôi, lát nữa có Mother's Day có bánh khác nữa, nhiều bánh lắm. Cái này là cái drone á, phải không? Coi thử nó là gì. Là gì vậy? Drone nè, stun drone nè. Ồ, cái này nó bay để nó giống như cái máy bay đó con, có cái remote control để điều khiển nè. Cái này nó chụp hình nữa hả nè? Hả? Nó bay để làm gì vậy? Mình Monster Truck mà nó có cái remote control nữa kìa. Make a wish. Để coi thử tên ai đâu, không thấy tên chữ gì, nó xé nó bỏ đâu hết rồi. Hình như cái này anh Khanh hay là bác Trương cho nè. Còn này là chị Mỹ Linh cho nè. Chị Mỹ Linh nè. Oh my, sao giờ nhiều cái cái này cái gì đây? Dinosaur Hot Wheel hả? Cái Hot Wheel car ha. Wow. Cái đó bác Trương hả? Kìa, cái này anh Khanh cho hả? Không biết cái này ai cho. Chắc là anh Khanh cho. Đó chị Mỹ Linh cho như như lửa phải không? Ôi ơi. Em ba xe. Còn nữa. Wow, toàn là xe không à.
Oh my, cái đó cái Monster Car nữa kìa. Xe đó nó wow. Cái xe này nè. Giờ xe này. Giờ mẹ không biết là giờ giờ sao chơi cho hết, nhiều xe quá sao chơi cho hết. Hả? Con cầm này, con quay này. Wow. Oh wow, Mickey Mouse car hả? Mickey Mouse. Wow, bao nhiêu quà, toàn xe không à? Toàn là xe không à? Oh man. Trời ơi, các bác, các chú, các anh chị cho quá trời xe luôn. Giờ chúng ta chọn máy 6 xe. Cái trong màu đỏ đó là mấy cái trong đó vậy? Tao giờ lại được cầm cái đưa cái mặt coi. Phía mặt coi. Cái đây mày làm cho Bảo. Có mở được không? Cái dây đó cắt cái đường dây đó mới được á. Như vậy là hai vợ chồng mình đã tổ chức xong cái sinh nhật 5 tuổi cho con trai của mình. Thời gian nó trôi nhanh quá đó mọi người. Mình mới coi cái video lại lúc mà mới sinh Bảo xong đó, thấm thoát mà cũng 5 năm rồi á. Gia đình mình cũng tụ họp lại, được ăn uống, ngồi chung với nhau. Chứ năm ngoái lúc mà sinh nhật Bảo 4 tuổi đó, hai vợ chồng mình chỉ có mua cái bánh cho con thôi. Năm nay thì gia đình ai cũng chích ngừa hết rồi cho nên được tụ họp. Và ngày mai thì nhà mình sẽ bay đi Hawaii. Nhân dịp sinh nhật của Bảo thì cả nhà cũng có dịp được đi chơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này nha. Nếu mọi người thì yêu thích cái kênh của mình, gia đình mình thì xin hãy đăng ký kênh, like and share video để ủng hộ cho mình. Và mọi người nhớ bấm chuông để coi được những video mới. Bye bye mọi người.